Câu chuyện xót xa hôm nay tôi kể về số phận em Hồ Yến Nhi. Cuộc đời đáng ra thênh thang lắm nhưng giờ nhìn lại thì có được gì. Em sinh năm 2006, năm nay em mới 17 tuổi, là cô gái thủ đô, sinh ra ở Ba Đình, Hà Nội. Em là sinh viên của trường sân khấu, với khuôn mặt em rất ưa nhìn. Em tham gia hoa hậu áo dài với một phong thái em rất tự tin. Em đạt danh hiệu Á Khôi 2, cuộc thi hoa khôi về áo dài. Cứ ngỡ là sẽ có tương lai nhưng mà hôm nay em phải dừng lại. Sau khi đăng quang lại kín tiếng, không xuất hiện rầm rộ đó đây. Muốn mang lại hàng vạn yêu thương nhưng ai lại mang đi điều đó vậy. Một ngày trời thu tháng 10 Hà Nội, bỗng gia đình bất ngờ nghe tin. Thấy em nơi bến sông lạnh lẽo, cơ thể xinh đẹp phần nổi phần chìm. Em vô tình yêu người đàn ông, anh ta vốn đã có gia đình. Biết là không thể hạnh phúc đâu, chỉ có buồn đau đến với thân mình. Em vẫn tin vào lời đường mật, rồi bây giờ số phận đau thương. Tuổi 17 thanh xuân sáng chói nhưng do cuộc sống cái quá khôn lường. Hỏi thế gian tình yêu là gì mà nỗi buồn cùng với niềm đau. Biết không hay không là điểm đến, vậy mà cứ quàng thân phận lấy nhau. Để biết được lòng người tốt xấu, ném thân em xuống dòng nước sâu. Cuộc đời bao nhiêu lần phấn đấu, biết khi nào mới làm lại từ đầu. Người hồng nhan thì lại bạc phận, nên cay đắng cùng với hẩm hiu. Chọn sai người mà em cứ nghĩ cuộc đời em được ai đó nuông chiều. Nhưng mà không, anh ta lại ra tay tàn ác. Vậy là em chọn sai mất rồi, vậy là kết thúc một kiếp hồng nhan. Anh ta tên là TDK, quê ở huyện Kiến Sương, Thái Bình. Vốn đã có vợ con các thứ nhưng đến với em chỉ vì xinh xinh. Lên Hà Nội sinh sống làm việc, rồi lấy vợ và có cả con. Chẳng hiểu sao lại đâm phải hắn, để rồi kết quả em phải dính đòn. Người ta cho em được những gì, nhà, xe hay là tiền bạc. Hết nồng ấm lại tiễn em đi, biết vậy sao em không tìm người khác. Anh ta đối xử em dã man, ném thân em xuống dòng nước lạnh. Không cho em được hạnh phúc mà đẩy cuộc đời em quá mong manh. Lý do vì sao anh ta nói, thì người thiệt thòi cũng vẫn là em. Cô bé xinh trao thân gửi phận, anh ta lại tệ bạc với cả em. Anh ta trốn về căn nhà ở quê ngỡ là không ai biết. Đến khi bị bắt trốn dưới gầm giường, cầm dao anh ta định sẽ quy tiên. Dao cùn quá chẳng thể nào xóa được hết tội lỗi gây ra. Trả lại em thanh xuân vốn có, để một mai em được trở về nhà. Giờ có tiếc cái phận mình không, hồng nhan kia tương lai sáng lạn. Chọn nhầm người, yêu nhầm kẻ, rồi bao giờ mới lại sang trang. Hỏi thế gian tình yêu là gì mà nỗi buồn cùng với niềm đau. Biết không hay không là điểm đến, vậy mà cứ quàng thân phận lấy nhau. Để biết được lòng người tốt xấu, ném thân em xuống dòng nước sâu. Cuộc đời bao nhiêu lần phấn đấu, biết khi nào mới làm lại từ đầu. Người hồng nhan thì lại bạc phận, nên cay đắng cùng với hẩm hiu. Chọn sai người mà em cứ nghĩ cuộc đời em được ai đó nuông chiều. Nhưng mà không, anh ta lại ra tay tàn ác. Vậy là em chọn sai mất rồi, vậy là kết thúc một kiếp hồng nhan.